Khi thầy demo cho các bạn đối với lại cái floor layout, thầy dùng danh sách các nút và thầy dùng vòng for để tạo ra các nút và thêm các nút vào. Lý do là các nút này tương đối giống nhau về khởi tạo các nút cũng như là thay đổi cái tên chút xíu thôi. Còn đối với lại cái border layout này, mình phải set cho nó là bắc, nam, đông, tây, giữa. Như vậy năm nút này của chúng ta sẽ có năm cái set khác nhau, năm cái khác nhau, cho nên chúng ta phải tạo ra năm nút riêng chứ chúng ta không dùng for. Hiểu được vấn đề chưa? Nếu mà chúng ta dùng for cũng được, nhưng mà nếu như nút bằng một thì là set đông, nếu nút bằng hai thì set tây, nó mất công. Vậy mình làm tạo năm nút riêng nhanh hơn, thì tùy các bạn thôi. Rồi bây giờ chúng ta thống nhất là đối với lại phần border layout, thầy sẽ tạo năm nút riêng. Và để cho nhanh, thầy copy lại cái phần này, copy lại Ctrl C, Ctrl V. Chỗ này thầy sẽ để demo cái border layout. Border layout. Trong cái border layout này, chúng ta sẽ sửa lại chút xíu ở chỗ layout. Set layout, thầy không có dùng floor layout nữa, mà chỗ này chúng ta sẽ dùng new border layout. Và tương tự như vậy, trong border layout nó cũng có hai hàm khởi tạo. Một là khởi tạo không có tham số, hai là khởi tạo có tham số để cho nó có cái khoảng trống chiều ngang và chiều cao. Set title, chỗ này demo border 400. Ok. Rồi, chỗ này bỏ cái đoạn này đi. Mình sẽ tạo ra các cái nút riêng. Button BTN1 bằng nếu, chỗ này mình dùng ri chứ, C button. Ri button. Và thầy đặt ở đây là button 1 luôn đi. Tại vì sao thầy không để giống như trong sách, ở trong tài liệu là Đông Tây Nam Bắc, mà thầy muốn cho các bạn thấy là mình muốn nó ở đâu thì nó sẽ nhảy qua đấy. 2, 3, 4, 5. Rồi đến đây kịp không? Mình sẽ lấy cái container chấm thêm thêm cái gì? Thêm BTN1 bình thường, mình sẽ thêm giống như vậy là đủ. Mình thêm giống như vậy là đủ. Nhưng nếu mà các bạn thêm mà các bạn không set vị trí cho nó. Ví dụ mình thêm đủ 5 nút ha. Rồi, thêm đủ 5 nút vào cái container. Và cái container của mình là mình đang set layout là border layout. Qua bên này mình sẽ gọi cái demo border layout bằng new demo border layout chấm phẩy chú thích cái ở trên lại. Nó làm sao ta? Mình set. À, nó đè lên nhau. Thực ra nó đang nằm ở một cái vùng. 5 nút cùng một vùng. Cho nên mình thấy nó như vậy. Bây giờ mình sẽ set cho từng nút một vùng riêng.
mỗi nút một vùng riêng. Nút số 1 phải thêm vào border layout chấm. Chấm gì? À, chấm nước mắm nước tương gì ở đây? Chấm gì? Đây nó có 5 vùng giữa sau nào đông tây nam bắc, thấy không? Thấy có 5 vùng chưa? Còn mấy vùng khác nghiên cứu thêm nha. Ví dụ nút số 1 mình để cho nó là bắc. Nút số 1. À quên, đặt ở dưới chứ sao đặt ở trên. Đặt ở đây. Đặt ở đây, đặt ở đây. Rồi, khi thêm vào, đặt cho nó nằm ở bắc. Chạy lại coi. Có gì ta? Mấy đứa kia đâu? 2, 3, 4 đâu? À, nó nằm ở đây. Nằm ở phía sau 5 á. Tại vì mặc định khi bạn thêm vào border layout thì nó sẽ vô vùng giữa. Nó vô vùng center. Được không? Mặc định là nó vô vùng center. Cho nên hồi nãy cái nút số 1 mình cũng không set, thì nó tự động nó nhảy vô center luôn. Rồi bây giờ tiếp tục nhé. Nút số 2 mình sẽ set cho nó border layout chấm nào á, nó sao đi chứ, nào rồi sao, chạy lại, thấy không? Bình thường hồi nãy nó nằm ở center, bây giờ mình set cho nó là nam thì nó nhảy xuống dưới, được không? Khi các bạn demo trở lại làm lại thì các bạn cũng làm từng đoạn rồi các bạn chạy thử, các bạn mới cảm nhận được là nó đi đâu. Chú ý đối với lại cái bài code của thầy, các bạn đừng code từ dòng 1 cho đến dòng thứ N, mà các bạn code một chút chạy thử, code một tí chạy thử nha, chịu khó một tí xíu thì các bạn mới nhớ bài được. Chứ còn code từ bài đầu đến bài cuối là nó chạy được mà không hiểu gì hết. Tương tự như vậy, đối với lại nút số 3, các bạn chọn border layout chấm, muốn chấm gì? Đông hay là Tây? Tương tự như vậy, phải border layout chấm, thì bạn này đông thì bạn kia Tây. Rồi bây giờ BT5, khỏi cần xét. Bởi vì cái button 5 mình không set nó cũng nằm giữa. Mà mình set nó cũng nằm giữa bởi vì mặc định nó là giữa. Được không? Rồi ok. Dễ không? Cái này có thấy hình dáng của gì ở đây không? À, hay. Được chưa? Nó là hình dáng của một cái layout của một trang web đó các bạn. Như vậy thì ở đây khi các bạn thiết kế một cái form, ví dụ ở trên này là thông tin thay thường của cái form, ví dụ như là form đăng ký, form đăng nhập hoặc là gì đó. Ở dưới này là cái thông tin ghi chú gì đó. Và phần giữa, được không? Và ở bên này thường ví dụ như là các bạn làm cái main form, thì ở trên này là menu. Đây này là video. Đây chính cái này nè. Đây. Đây mình thấy cái giao diện. Đây có phải là vậy không? Nó nè. Vùng ở trên nè. Vùng bên trái nè. Vùng giữa nè. Vùng dưới nè. Nếu cần thì thêm cái property bên này nữa là vùng bên phải. Đó là cái cấu trúc chung của một cái layout, chứ nó không phải riêng của một ứng dụng nào cả. Cấu trúc chung mà dễ thấy nhất. Như vậy bây giờ giả sử trường hợp mình không muốn trái, không muốn phải,
mà ứng dụng của mình chỉ có 3 phần: header, body, footer. Được không? Rồi, bây giờ bỏ cái bạn nào? Bỏ cái bạn Đông Tây này ra. Không có thêm cái bạn Đông Tây này vào. Thấy không? Thì bạn giữa sẽ tràn ra. Bây giờ mình bỏ một bạn thôi thì chuyện gì xảy ra nhỉ? Bỏ một bạn thôi. Thêm các bạn nó ra gì? Nó tràn lên, nó tràn xuống hay nó tràn đi đâu? Được chưa? Nếu như không có phía bên này thì nó tràn qua. Năm center nó cũng tràn. Bản thân nó là center, nó tràn ra. Nó sẽ lấy cái. Rồi, câu hỏi rất hay ha. Câu hỏi rất hay. Center cũng là thế. Nếu vùng bên kia không có thì nó tự tràn ra. Bỏ luôn thằng số 1 đi. Chuyện gì xảy ra? Được không? Thì các bạn phải thử. Cứ thêm vào rồi thử. Nó không mất gì hết á. Nó mất thời gian thôi. Thời gian rảnh chơi game chứ làm gì nữa. Đúng không? Thì thôi chơi cái bài này vui hơn. Rảnh rảnh chơi game thì chơi cái bài này vui hơn. Được chưa? Đó là border layout. Được không? Còn gì nữa không? Hết rồi. Border layout chỉ có vậy thôi. Lấy chiều ngang, lấy chiều dọc, khởi tạo. Chưa có hả? À? Có chưa? Đây nè. Nếu mà thầy bỏ cái này đi thì nó sẽ sát vô luôn. Nè. Chỗ này mà thầy bỏ đi thì mấy đứa này nó sẽ gần nhau. Đó. Đó. Rồi, ok. Như vậy, mình đã xong cái phần demo border.